Xin chào các anh em thân mến của Mr. Xuôi. Là một người yêu thích lịch sử, mỗi khi nhắc đến môn toán học là Xuôi lại nhức hết cả đầu vì hàng hà sa số những dãy số khô khan. Tuy nói là khô khan, nhưng mà toán học đã xuất hiện cùng với lịch sử loài người từ lâu. Có thể nói rằng có toán học mới có được vật lý và thiên văn học. Thậm chí trong hóa học cũng có sự xuất hiện của toán. Công bằng mà nói, toán học chính là môn khoa học cơ bản nhất của tất cả các môn khoa học. Nhắc đến những người thành danh nhờ toán học ở Việt Nam, người ta không thể không nhắc đến Ngô Bảo Châu với giành thưởng Fields, được xem là giải Nobel của toán học. Nhưng mà hôm nay, hãy để Ngô Bảo Châu sang một bên. Người mà chúng ta nhắc đến chính là nữ giáo sư toán học đầu tiên của Việt Nam. So với Ngô Bảo Châu, bà có thể được xem là giỏi hơn cả ông ta. Vậy bà là ai? Có đóng góp gì cho sự nghiệp toán học của đất nước? Xin mời các anh em đi tìm hiểu cùng với Mr. Xuôi nhé. Theo đó, vào năm 1980, Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký quyết định số 131 CP công nhận chức vụ khoa học giáo sư cho 83 cán bộ và phó giáo sư cho 347 cán bộ làm công tác giảng dạy, nghiên cứu. Trong số 83 giáo sư của năm 1980, chỉ có duy nhất một nữ giáo sư toán học, cũng là nữ giáo sư toán học đầu tiên của Việt Nam chúng ta. Bà là giáo sư Hoàng Xuân Xính. Chuyên môn của bà là lĩnh vực toán đại số. Sau bà, phải mất đến 35 năm sau mới có một nữ giáo sư toán học thứ hai. Hoàng Xuân Xính sinh ra ở làng Cót, Từ Liêm, Hà Nội. Bà sinh ngày 8 tháng 9 năm 1933. Năm bà lên 8 thì mẹ qua đời. Năm 1948, Xuân Xính học hết cấp 2. Thời đó trường trung học rất ít. Cả Hà Nội chỉ có một trường cấp 2 Trường Vương cho nữ sinh, cấp 2 cấp 3 Chu Văn An cho nam sinh. Nếu cô gái nào muốn học lên cấp 3 thì phải vào Chu Văn An học chung với nam. Cô nữ sinh Xuân Xính đành phải ghi tên vào học trường Chu Văn An. Cô còn nhớ lớp chỉ có 2 bàn dành cho nữ, còn lại là các dãy bàn của các học sinh nam. Năm 1951, sau khi tốt nghiệp bằng tú tài 1 ở Hà Nội, bàn sinh ngữ, tiếng Anh và Pháp, bà Hoàng Xuân Xính sang Pháp lấy bằng tú tài 2 về chuyên ngành toán học. Lúc đó bà chọn khoa toán chứ không phải là một ngành nào khác. Bởi theo sự lựa chọn của gia đình, cả cha và mẹ cô đều khuyên răn các con rằng để xây dựng đất nước, học giỏi môn khoa học là thực sự cần thiết. Và đơn giản, bà thấy trong các môn học thì toán là học dễ nhất. Về nước, được phân công dạy toán thì Đại học Sư phạm Hà Nội, chị cũng như bao nhà toán học Việt Nam khác phải sơ tán khỏi thành phố để làm việc ở chốn làng quê rừng núi, sống biệt lập với thế giới khoa học bên ngoài. Thời gian này, theo lời mời của giáo sư Tạ Quang Bửu, Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp nước ta thời bấy giờ, một số nhà toán học rất nổi tiếng trên thế giới, trong đó có những người từng được tặng huy chương Fields, vẫn nồng nhiệt tỏ rõ mối cảm tình của mình đối với Việt Nam bằng cách đến đọc bài giảng về toán học hiện đại tại các seminar mở giữa vùng rừng núi Đại Từ, Thái Nguyên, nơi nhiều trường đại học lớn sơ tán đến. Trong số các nhà toán học ấy, chị Xính đặc biệt mến phục giáo sư Alexandre Grothendieck, một chuyên gia về hình học đại số, algebraic geometry, người Pháp gốc Do Thái, được tặng huy chương Fields năm 1966. Những bài giảng của vị giáo sư kiệt xuất mới 39 tuổi ấy cung cấp một cái nhìn bao quát về các mũi nhọn của toán học hiện đại, gợi ý cho chị hướng nghiên cứu thích hợp. Tuy nhiên, để viết được hoàn chỉnh một bài luận án tiến sĩ quốc gia dài đến mấy trăm trang, còn biết bao nhiêu công việc khó khăn, tỉ mỉ phải làm. Nhiều người ở nước ngoài cũng như ở Việt Nam thường cho rằng toán học là một ngành vừa khó, vừa khổ, lại vừa khô. Nhận xét đó có phần đúng, nhưng mà không đúng hoàn toàn. Khó và khổ thì đương nhiên rồi, nhưng mà có khô hay không thì còn tùy người nữa chứ. Đối với chị Xính, một định lý toán học đẹp cũng làm say lòng người chẳng khác nào một bài thơ hay của Nguyễn Trãi, Nguyễn Du hay là Pushkin, Lermontov. Thế thì tại sao lại có thể gọi là khô được nhỉ? Bản luận án tiến sĩ quốc gia hình thành dần dưới ánh đèn dầu trong gian nhà tranh trống trải ở một làng trung du bên bờ con sông đáy. Mưa rầm rề dài dẳng, gió mùa đông bắc rét thấu xương, vách liếp đàn thưa, lắm kẽ hở, ngọn đèn dầu lung lay trước gió. Chị Xính khoác tấm chăn chiên mỏng màu xám xỉn, ngồi cò giò ghi lại những ý nghĩ mới nảy sinh trong đầu thành từng dòng luận án. Và rồi chị được nhà nước ta cho phép mang bản luận án ấy sang Paris bảo vệ để lấy bằng tiến sĩ quốc gia. Cuộc bảo vệ diễn ra tại Đại học Paris 7 thuộc hệ thống Sorbonne. Hội đồng chấm luận án gồm những nhà toán học nổi tiếng như là giáo sư Henri Cartan, huy chương Fields, viện sĩ Viện Hàn Lâm Khoa học Pháp, giáo sư Alexandre Grothendieck, huy chương Fields. Chị bảo vệ luận án thứ nhất, Gr. Phạm Trù. Trong 2 tiếng rưỡi đồng hồ, bản luận án chị đã viết trong nhiều năm sơ tán tại một làng quê bên dòng sông đáy. Chưa xong, ngay sau đó, chị bảo vệ tiếp bản luận án thứ hai, cái nhúng của một phức một thứ nguyên và một đa tạp vi phân hai thứ nguyên. Bản luận án thứ hai này chị phải thực hiện tại Paris. Chỉ trong vòng 2 tháng, do hội đồng toán học nơi chị dự thi ra đề cho chị để thử tài. Cả hai bản luận án ấy đều nhằm giải quyết những vấn đề toán học hiện đại.
Hoàng Xuân Xính là người phụ nữ nước ngoài đầu tiên đến Paris bảo vệ thành công luận án tiến sĩ quốc gia về toán học. Tờ tạp chí hàng tháng Phụ nữ Liên Xô xuất bản tại Moscow, số tháng 8 năm 1975. Trong chuyên đề về phụ nữ Việt Nam, đã dành nửa trang để giới thiệu nhà nữ toán học Hoàng Xuân Xính. Nhà xuất bản Springer Verlag, một nhà xuất bản khoa học nổi tiếng thế giới có chi nhánh ở Đức, Anh, Mỹ, đề nghị chị chỉnh lý bản luận án thành một cuốn sách chuyên khảo để đưa in. Trước khi sang Paris bảo vệ luận án, chị Xính đã thông báo các kết quả nghiên cứu của chị tại Đại hội Toán học Việt Nam năm 1971 ở Hà Nội và Đại hội Toán học Thế giới năm 1974 ở Vancouver, Canada. Câu chuyện về giáo sư Hoàng Xuân Xính có lẽ sẽ chẳng có gì để nói thêm nếu như bà chỉ là nữ tiến sĩ toán học đầu tiên của Việt Nam, rồi sau đó là một giáo sư toán học. Giữa những năm 80 đất nước mở cửa, đời sống của những nhà giáo khổ hơn bao giờ hết. Bà đã từng đề xuất với Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo, lúc đó là nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, phải thu học phí để cải thiện đời sống cho giáo viên. Nhưng đề xuất này vấp phải những rào cản chính trị thời bấy giờ. Nghĩ chán, bà quyết định xin thành lập trường ngoài công lập. Ngày đó bà cũng biết rằng một trường đại học ra đời nghĩa là có một cái máy ngốn tiền ra đời. Nhưng điều may mắn cho bà là bà có một đội ngũ Việt Kiều bên Pháp cam kết sẽ giúp đỡ đến lúc họ qua đời. Năm 1988, trường Đại học Dân lập Thăng Long, đại học dân lập đầu tiên của Việt Nam ra đời với học phí là 10kg gạo trên một sinh viên. Tôi vẫn biết đại học là một cái máy ngốn tiền, nhưng không ngờ nó lại ngốn nhiều đến thế. Những người bạn của tôi bên Pháp tài trợ cho tôi được 3 năm thì họ cũng ngã quỵ. Giáo sư Hoàng Xuân Xính chia sẻ, sau khi những người bạn Pháp không còn sức để tài trợ tiếp, bà đã tay bị tay gậy lên đường đi khắp châu Âu để xin tài trợ. Có lần trên đường phố Paris, tôi mệt quá, ngã xuống ngất lúc nào không biết. Giáo sư Xính cho biết, bà cứ đi xin như thế để trả lương cho các giảng viên trong trường, còn học phí thu thì cũng chỉ để phục vụ cho các hoạt động khác. Cho đến năm 2007, sau 19 năm thành lập, trường Đại học Thăng Long có cơ sở vững chắc trên diện tích 2 hectare và đã có thể tự sống. Cũng may cho giáo sư Xính, vì đến năm 2008, thế giới bước vào khủng hoảng, lúc đó có xin thêm cũng không được. Nghĩ lại, suốt chặng đường 19 năm làm dân cái bang, giáo sư Xính có lúc không khỏi rùng mình. Bây giờ có cho tôi đi thì tôi cũng chịu, bà nói. Bài học 20 năm của bà vẫn còn đúng với những đại học ngoài công lập hiện nay. Bởi theo bà, nếu ai đó nghĩ rằng thành lập đại học ngoài công lập là thu học phí, lấy một phần thuê lớp học, một phần trả lương cho giảng viên, còn lại là bỏ túi thì hoàn toàn sai lầm. Có lẽ vì ý nghĩ này mà nhiều trường đại học ngoài công lập trở thành chảo lửa mỗi lần họp hội đồng quản trị hoặc là dùm beng trên báo chí. Bà cho rằng, theo quy luật chung, một trường đại học ngoài công lập phải mất từ 18 đến 20 năm mới có thể tự sống. Theo giáo sư Xính, việc bà xây dựng vài ngôi trường như Đại học Thăng Long hiện nay không đáng sợ bằng việc xây dựng đội ngũ giảng dạy, bởi công việc này sẽ ngốn tiền khủng khiếp. Bà cho biết, khi về làm việc tại Đại học Sư phạm Hà Nội từ năm 1960, nhưng mà mãi đến năm 1978, bà mới đào tạo được một khóa thạc sĩ đầu tiên. Như vậy, ở một trường công lập, có được viên gạch đội ngũ đầu tiên cũng phải mất 18 năm. Đối với một trường dân lập như bà đặt ra mục tiêu phải mất 40 năm. Hiện nay có điều kiện là bà cử người đi học ở nước ngoài, nhưng mà người đi thì có, người về thì chưa thấy. Thi thoảng bà lại thấy giảng viên của mình về, bà khấp khởi mừng thầm, nhưng hóa ra họ về để đưa vợ con sang bên đấy và cho bà cái hẹn là 10 năm sau. Bà hiểu điều này không đơn giản chỉ là vấn đề tiền lương, mà cái quan trọng hơn chính là môi trường làm việc. Ngoài giảng dạy toán đại số ở trường Đại học Sư phạm và biên soạn giáo trình đại học, sách giáo khoa toán học phổ thông, giáo sư Hoàng Xuân Xính từng là chủ nhiệm bộ môn đại số, rồi làm trưởng khoa toán tin học tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Bà là một trong những người sáng lập ra trường Đại học Thăng Long, trường đại học tư thục đầu tiên ở Việt Nam năm 1988. Bà là thành viên hội đồng xét tặng giải thưởng khoa học Kovalevskaya ở Việt Nam. Nhiều lần bà được giao trọng trách là trưởng đoàn học sinh Việt Nam đi dự Olympic toán quốc tế. Bà cũng dành thời gian tham gia nhiều hoạt động xã hội đa dạng như là Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 6-2004, Ủy viên Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Ủy viên Hội đồng Giáo dục Quốc gia, Ủy viên Hội đồng Từ điển Bách khoa Việt Nam. Bà đã được Chính phủ Pháp trao tặng Huân chương Cảnh cọ Hàn lâm vào năm 2003 vì những đóng góp to lớn của cá nhân bà cho công cuộc phát triển và hợp tác nghiên cứu khoa học giữa hai quốc gia Pháp Việt. Các anh em thân mến, có thể nói rằng Việt Nam chúng ta xưa nay không thiếu nhân tài, nhất là những nhà khoa học, kể cả là nữ hay là nam. Chúng ta có những Trần Đại Nghĩa, người đã chế tạo ra khẩu bazooka Việt Nam. Chúng ta có Tạ Quang Bửu, người đã đặt nền móng cho nền khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự. Nói về các phụ nữ anh hùng, tiêu biểu hay các nhà khoa học nữ trong thời kỳ đổi mới, chúng ta cũng có thể nhắc đến nhân vật chính trong video ngày hôm nay là bà Hoàng Xuân Xính,
hay là nữ tướng Nguyễn Thị Định, phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, người phụ nữ duy nhất đặt bút ký tên vào Hiệp định Paris, hay là Nguyễn Thị Minh Khai, nữ chiến sĩ cộng sản Việt Nam đầu tiên, phụ nữ nước Việt Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, muôn đời này vẫn là thế. Những phụ nữ Việt Nam trong thế kỷ 20 là những tấm gương về nữ quyền thật sự, khi mà phụ nữ cũng có thể làm những việc mà đàn ông làm được, chứ không phải là nữ quyền độc hại như một bộ phận hiện nay vẫn hay rêu rao. Kết thúc video tại đây, các anh em có cảm nghĩ gì về bà Hoàng Xuân Xính và danh hiệu nữ giáo sư toán học đầu tiên của Việt Nam? Hãy để lại một bình luận ở bên dưới cho Mr. Xuôi được biết nhé. Đừng quên like, share video vào các group toán học để mọi người cùng biết đến bà nhé. Nhớ cả đăng ký kênh Ngược Dòng Lịch Sử để ủng hộ Mr. Xuôi nữa nhé. Chào tạm biệt anh em.